cười nhau nhưng đã vẫn đéo nóng luôn về sau mà đánh kẹp cho em với thằng già giàu anh thôi còn mẹ nó rồi làm sao có đây thôi được em anh cũng không biết anh phải làm sao khi ông phá đồ rồi chết bé gà trên cửa người trên môi bồi đâm ra xì sân mưa bên nhau cần phải trong đời em thứ ai thấy em vui cười đèn người bỏ xa đây mới thuyết biết hết bên đàn chơi hết bên đàn gây cứ xem phim hè yeah ông bà già vợ hụt biết anh lắm già ông bà già vợ hụt muốn ta cách xa anh không muốn đi tắm ngay trong lúc này đâu anh muốn con ba bớt mà ông bà ra heo cơ thằng bà già em anh uống em say thế gây bà già nên anh care about you let's say rồi ăn tới tối nên tới còi xương nhà hết việc tâm nên đang còi lương cố gắng nuôi em chứ bà già thấy bỏ thấy em tại anh đứng trước mặt bà một cái tuổi đỡ có gì hơn anh ta nói em dấp tới nhà anh nhiều nhưng mà đừng tiếc ngăn nắp suy cho bản thân chúc em sẽ sớm anh phúc nghe phải xa em và do này nó ác thương thì thật tâm nhưng mà nghèo thì nó khác thành phi đại gia trong đồng mình nó rác vậy là cuối cùng do em khác mà anh khác em khác anh khác em khác anh khác em khẽ anh khẽ yeah. Bây giờ em nói luôn đi cuối cùng kết quả là em khẽ anh khẽ dù em đã say nhìn mà anh vẫn lên đây bây em so lonely so lonely so lonely bà nói em vẫn cho từ nhau nhưng anh vẫn đến luôn luôn về sau mà đánh kẹp cho em với thằng già giao anh thuộc con mẹ nó rồi làm sao có đây tao được em anh cũng không biết anh phải làm sao khi ông quá đôi nhồi trên bê ra trên phương đôi trên vui vui đâm ra xì sân mơ bên nhau tận phải trong đời em cứ với ai thấy em vui cười đành người bỏ xa đây mới thuê biết hết bên đàn chơi hết bên đàn gái cứ xem phim hay đâu có em bên cạnh bộ đôi anh bùng tối đen thấy em vui bên cạnh kia trong lòng anh thêm rối ren khó nói anh không buồn vì chẳng bao anh đem vui đen đem mọi thứ để bên cạnh đen sao nơi đó đen lo đời đó có em cả cho em không tem xe bên không có anh không bộ đồ bên không thích có bị trai thủ đô anh đi xe đạp không đi xe làm bộ anh yêu em chơi hết cho phù chỉ không có anh không bộ đồ bên không không biết trai thủ đô anh đi xe đạp không đi xe làm bộ anh yêu em một cái em phải đủ cho tôi theo nhưng anh không đáng muốn luôn về sau mà đánh đẹp cho em với thằng già giao anh thuộc con mẹ nó rồi làm sao có đây có được em anh cũng không biết anh phải làm sao khi ông quá đôi nhồi trên ghế gà trên thương người trên môi bồi đâm ra xì sẵn lỡ bên yêu từng phải trong ghế em cứ với ai thấy em vui cười đành cười bầu xa đây mới thuê biết hết bên đang chơi hết bên đang gây cứ xem phim hay.